Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 12, tay trái và tay phải. Chúng mình sẽ đến với hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động khởi động. Trong hoạt động khởi động thì chúng ta hãy kể tên một số trò chơi cần ít nhất hai người tham gia. Vậy thì bạn nào có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình cho thầy biết là một số trò chơi mà cần ít nhất hai người, đó là những trò chơi nào? À đúng rồi, một số trò chơi mà cần ít nhất hai người ở đây thì có thể là cờ vua, cờ tướng, kéo co, bập bênh, mịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, cá sấu lên bờ, rồng rắn lên mây, rung răng rung rẻ, nu na nu nóng, đúng không? Đó là một số trò chơi mà cần ít nhất hai người chơi. Và những trò chơi này thì yêu cầu tính tập thể rất là cao, đúng không? Vậy thì liên quan đến một bài đọc hôm nay chúng ta sẽ được học, đó là bài tay trái và tay phải. Thì đầu tiên thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe, sau đó thì chúng ta có thể dừng video và đọc lại nội dung bài đọc. Bài đọc tay trái và tay phải. Từ trước đến giờ, tay trái và tay phải luôn là hai người bạn thân thiết của nhau. Một hôm, tay phải xách một chiếc túi nặng, mệt quá, nó liền trách tay trái: "Cậu thật là sướng, chẳng phải làm việc nặng nhọc, còn tớ thì việc gì cũng phải làm, từ việc xúc cơm, cầm bút, rồi quét nhà đều đến tớ cả." Nghe bạn nói vậy, tay trái buồn bã, chẳng nói gì. Nó lẳng lặng, ngoảnh mặt đi chỗ khác và tự nhủ sẽ không giúp tay phải việc gì nữa. Sáng hôm sau, tay phải thực hiện nhiệm vụ đánh răng, nhưng tay trái đã giận tay phải mất rồi. Tay phải bận cầm bàn chải nên không sao cầm được cốc nước nữa. Đến lúc cài khuy áo cũng thật khó khăn, cứ phải loay hoay với một tay. Khi cần vẽ tranh thì hết chịu nổi, chỉ có một tay cầm bút màu, không có tay nào để giữ lấy. Tay phải hối hận lắm, liền xin lỗi tay trái. Thế là tay phải và tay trái lại cùng nhau làm việc, việc gì cũng hoàn thành một cách nhanh chóng. Tay phải thốt lên: "Cậu và tớ đều quan trọng như nhau. Nếu không có cậu thì có nhiều việc một mình tớ không thể nào làm được." Theo Lý Thị Minh Hà. Vậy là thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta nghe bài đọc tay trái và tay phải. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại nội dung bài đọc một lần. Khi đọc chúng ta cố gắng ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu. Tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta phần chia đoạn. Phần chia đoạn trong bài thì chúng mình thấy trong bài tay trái và tay phải được chia làm mấy đoạn? À đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể thấy trong bài sẽ là có 4 đoạn, đúng không? Thì đoạn đầu tiên đó là từ đầu. Từ trước đến giờ, tay trái và tay phải luôn là hai người bạn thân thiết của nhau cho đến đều đến tớ cả. Đoạn 2 sẽ là từ tiếp theo. Nghe bạn nói vậy, cho đến không giúp tay phải việc gì nữa. Còn đoạn 3 sẽ là từ sáng hôm sau, tay phải thực hiện nhiệm vụ đánh răng, cho đến tay phải hối hận lắm, liền xin lỗi tay trái. Đoạn 4 sẽ là đoạn còn lại. Thế là tay phải và tay trái lại cùng nhau làm việc cho đến hết bài. Sau đây chúng mình sẽ luyện đọc một số từ khó.
Từ khó ở đây thì chúng ta thấy là từ trách tay phải, trách tay phải, lẳng lặng, lẳng lặng. Tiếp theo đó là từ ngoảnh mặt, ngoảnh mặt, cài khuy áo, cài khuy áo, giữ giấy, giữ giấy. Liền xin lỗi, liền xin lỗi. Bây giờ chúng ta có thể dừng video và đọc một số từ khó này nhé. Trong bài thì chúng mình thấy có một câu văn cũng khá là dài, đó là câu nó lẳng lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác và tự nhủ sẽ không giúp tay phải việc gì nữa. Nó lẳng lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác và tự nhủ sẽ không giúp tay phải việc gì nữa. Tiếp theo thì chúng mình hãy dừng video và đọc lại câu văn khá là dài này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc theo từng nhóm. Thì ở đây chúng ta sẽ nối tiếp và đọc 4 đoạn với nhau. Thì chú ý những từ khó thầy đã hướng dẫn và câu văn dài vừa rồi. Thì từ đoạn 1 đó là chúng ta sẽ thấy từ trước đến giờ, tay trái và tay phải luôn là hai người bạn thân thiết của nhau. Một hôm, tay phải xách một chiếc túi nặng, mệt quá nó liền trách tay trái: cậu thật là sướng, chẳng phải làm việc nặng nhọc, còn tớ thì việc gì cũng phải làm. Từ việc xúc cơm, cầm bút, rồi quét nhà đều đến tớ cả. Đó là đoạn 1. Đoạn 2, nghe bạn nói vậy, tay trái buồn bã, chẳng nói gì, nó lẳng lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác và tự nhủ sẽ không giúp tay phải việc gì nữa. Sáng hôm sau, đó là đoạn 3, sáng hôm sau, tay phải thực hiện nhiệm vụ đánh răng, nhưng tay trái đã giận tay phải mất rồi. Tay phải bận cầm bàn chải nên không sao cầm được cốc nước nữa. Đến lúc cài khuy áo cũng thật khó khăn, cứ phải loay hoay một với một tay. Khi cần vẽ tranh thì chịu hết nổi, chỉ có một tay cầm bút màu, không có tay nào để giữ lấy. Tay phải hối hận lắm, liền xin lỗi tay trái. Vào đoạn 4 sẽ là từ: thế là tay phải và tay trái lại cùng nhau làm việc, việc gì cũng hoàn thành một cách nhanh chóng. Tay phải thốt lên: cậu và tớ đều quan trọng như nhau, nếu không có cậu thì có nhiều việc một mình tớ không thể nào làm được. Bây giờ thì chúng ta hãy dừng video và nối tiếp đọc 4 đoạn trong bài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ luyện đọc hiệu. Trong phần tìm hiểu bài thì thầy sẽ giải nghĩa một số từ. Từ thứ hai, từ thứ nhất đó là từ khuy áo, tức là cúc áo. Từ loay hoay, tức là làm việc gì đó một cách khó khăn, chật vật, mất nhiều thời gian, gọi là loay hoay. Và câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận như sau: tay phải trách tay trái chuyện gì? Vậy thì sau khi đọc bài văn, chúng mình thấy tay phải đã trách tay trái như thế nào nhỉ? À đúng rồi, ở đây chúng ta có thể thấy tay phải đã trách tay trái, đó là nó luôn phải làm việc nặng nhọc, đúng không? Vì chuyển tay trái sung sướng chẳng phải làm việc nặng nhọc này. Và vì gì? À vì chuyển việc gì nó cũng phải làm. Ví dụ như là gì? Từ xúc cơm, cầm bút, quét nhà. Vì tay trái chẳng phải làm việc gì, trong khi nó phải làm hết mọi việc, đúng không? Cho nên là tay phải đã trách tay trái. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi số 2: không có tay trái giúp đỡ, tay phải gặp những khó khăn gì? Chúng mình thấy thì khi tay trái giận tay phải rồi thì những công việc một mình tay phải làm có những khó khăn gì? Chúng mình thấy khi đánh răng, khi vẽ, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy không có tay trái giúp đỡ, tay phải đã gặp những khó khăn gì? À đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể thấy tay phải gặp khó khăn đó là khi đánh răng không cầm được cốc nước này,
Khó khăn khi cài khuy áo, đúng không? Không thể cài. Khó khăn khi vẽ tranh, không có tay giữ lấy giấy và chỉ dùng tay phải. Những công việc hết sức bình thường cũng trở nên là khó khăn, đúng không? Như vậy, không có tay trái thì tay phải làm việc gì cũng rất là khó khăn và vất vả, đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận và trả lời câu hỏi số 3. Câu văn nào thể hiện suy nghĩ và hành động của tay phải khi làm việc một mình? Câu văn nào thể hiện suy nghĩ và hành động của tay phải khi làm việc một mình? Đó là một câu văn... À đúng rồi, chính xác, đó là... Tay phải hối hận lắm, liền xin lỗi tay trái. Đó là câu văn thể hiện suy nghĩ và hành động của tay phải khi làm việc một mình, đúng không? Khi biết làm việc một mình hối hận, đã thấy khó khăn và chật vật thì tay phải đã hối hận và liền xin lỗi tay trái. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận trả lời câu hỏi số 4, đó là tay phải đã nhận ra điều gì khi làm việc cùng tay trái. Như vậy chúng ta có thể đọc đoạn cuối và thấy là tay phải đã nhận ra điều gì. À đúng rồi, như vậy thì chúng ta thấy là khi làm việc cùng tay trái, tay phải đã nhận ra rằng tay trái và tay phải đều phải quan trọng như nhau, đúng không? Không có tay trái, một mình ta phải không làm được nhiều việc. Và nếu tay trái, tay phải cùng nhau làm việc thì như thế nào? À đúng rồi, mọi việc mới hoàn thành và nhanh chóng, và ai cũng quan trọng. Câu chuyện nói với chúng ta điều gì? Đây là câu hỏi số 5. Vậy thì qua câu chuyện tay trái và tay phải, vậy thì chúng mình hiểu câu chuyện nói với chúng ta điều gì? Như vậy qua câu chuyện chúng ta thấy là nói về sự gắn bó giữa tay trái và tay phải, là nơi là để nói về sự gắn bó giữa người với người, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là qua bài đọc chúng mình thấy tay phải và tay trái đều quan trọng như nhau. Và đó là sự gắn bó, cũng như nói lên sự gắn bó giữa người với người. Vậy thì chúng ta sẽ có nội dung bài học như sau. Như vậy, hiểu được điều tác giả muốn nói qua câu chuyện. Trong mọi công việc, chúng ta cần hợp tác với nhau để tạo điều kiện, để tạo nên kết quả tốt đẹp hơn. Và đến với hoạt động mở rộng thì chúng ta sẽ đọc câu chuyện bài văn bài thơ thể hiện việc làm tốt và viết phiếu vào phiếu đọc sách. Chúng mình có thể có một cái phiếu đọc sách này, ngày đọc, tên bài thì ngày đọc là bao nhiêu, tên bài đó là bài gì, tác giả là của ai, nhân vật chính làm việc tốt của nhân vật đó là gì, cảm nghĩ của em về nhân vật. Ở trong phiếu đọc sách này thì chúng ta thấy là có trong cái phần bài tập, đúng không? Chúng ta có thể tìm hiểu một số câu chuyện rồi chúng ta sẽ viết vào nội dung vào trong cái phiếu đọc sách, cũng như chia sẻ với các bạn về cái nhân vật mà chúng ta đã đọc. Ở hoạt động này chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé, một số bài chúng ta có thể tham khảo như trên màn hình. Vừa rồi là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài đọc tay trái và tay phải môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bài sách Kết nối trí thức với cuộc sống. Và nào thứ hai thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo viên những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.